Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam mê Cá Vàng. Trước tiên thì mình xin cảm ơn team YouTube đã hỗ trợ Đam mê Cá Vàng lấy lại kênh sau khi mà mình bị hack mất. Bởi vì kênh của mình đột nhiên bị mất nên là mình phải tốn một khoảng thời gian để làm các thủ tục xác minh thì mới lấy lại kênh được. Đó là lý do vì sao mà khoảng 3 tuần rồi thì mình không ra video mãi cho đến ngày hôm nay. Hôm nay là một video khá lạ lẫm nhưng mình chắc chắn rằng cũng có rất là nhiều bạn quan tâm. Bởi vì đã chót yêu thích cá vàng rồi thì bạn không thể nào chỉ thích một loại cá được đúng không? Hôm nay chủ đề mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những loại cá, những sinh vật có thể nuôi chung với cá vàng. Trước khi vô chủ đề chính của video ngày hôm nay thì các bạn cho mình chia sẻ một tí xíu nha. Hiện tại Đam mê Cá Vàng có phát triển thêm một kênh TikTok nữa bởi vì mình có những video với những đoạn video ngắn ngắn với mục đích là chia sẻ những kiến thức và để giải trí. Mình muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn hãy follow kênh TikTok của Đam mê Cá Vàng bằng cách là quét mã QR mình để ở bên phía tay trái của mình nha. Ở kênh này á, mỗi ngày mình sẽ up những đoạn video hay nè, đẹp về cá mà mình sưu tầm được để cho các bạn với mục đích giải trí nha. Nó không chỉ là những video ở Việt Nam mà còn ở nước Nhật hoặc những nước khác mình vô tình sưu tầm được. Còn kênh YouTube sẽ là kênh mà mình sẽ chia sẻ các kiến thức về cá, tất cả những kiến thức về cá nè, những vlog về trại nè, hoặc là cách chia sẻ, cách chữa bệnh cho cá với các bạn. Vì mình thật sự là không có đủ thời gian để check lại comment của các bạn nên là mình xin lỗi các bạn ở trên kênh YouTube đã comment nhưng mà mình vẫn chưa trả lời được nha. Và chữa bệnh cho cá là một quá trình, nó không chỉ là một vài dòng chia sẻ là xong, nên là đối với các bạn mà cần hỗ trợ tư vấn cá thì các bạn vui lòng inbox đến fanpage Đam mê Cá Vàng thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Hoặc là các bạn có nhà ý muốn mua cá thì các bạn hãy vui lòng liên hệ với fanpage Đam mê Cá Vàng hoặc là hotline 0869242393. Và ngoài ra thì admin cũng có đi làm nên là mình sẽ thường phản hồi những cái tin nhắn tư vấn vào buổi tối hoặc là buổi sáng sớm, các bạn thông cảm nha. Ngoài ra để mua các sản phẩm của Đam mê Cá Vàng thì các bạn hãy mua tại Shopee hoặc Lazada, mình có để link ở phía bên dưới nha. Tiếp theo thì xin mời các bạn vào phần chính của video thôi. Let's go. Trong quá trình mà tư vấn cho các bạn á, thì theo mình biết ngoài cá vàng ra các bạn cũng muốn cho hồ của mình trở nên phong phú thêm màu sắc hơn, nên là các bạn cũng rất là muốn nuôi một số loại cá khác nữa trong hồ, nhưng mà lại không biết là nên nuôi loại nào và loại nào là hợp với cá vàng và loại nào là không hợp với cá vàng. Cho nên hôm nay thì mình sẽ liệt kê ra danh sách những loại cá, những loại sinh vật mà các bạn có thể nuôi cùng với cá vàng mà không phải lo chúng bị sát hại, làm hại và ăn hiếp lẫn nhau nha. Đầu tiên thì mình sẽ trả lời câu hỏi là cá vàng có thể sống chung với các sinh vật khác không? Cá vàng là một loại cá có thể trạng sức khỏe tốt và ôn hòa, nói chung là tính cách khá là ôn hòa, hòa nhã, nên có thể sống chung với các loại sinh vật khác. Nếu mà cùng là một họ cá vàng á, thì đơn giản rồi, hoàn toàn có thể nuôi chung được. Tuy nhiên với các loại sinh vật khác nó là một câu chuyện khác, nên là lúc này thì cũng có với một số loại nha, có thể nói là cá vàng rất là khó sống chung. Nguyên nhân thì có rất là nhiều, nhưng mà nguyên nhân đầu tiên á, trước tiên á, đó là cá vàng là, theo các bạn biết là nó rất là hấu ăn, nó ham ăn kinh khủng luôn, do đó nó có thể ăn bất cứ thứ gì rớt vào miệng của nó. Cũng bởi vì cái tính hấu ăn đó mà cũng có nhiều trường hợp cá vàng nó ăn cả phân của nó hoặc là phần đáy cát. Trước tiên thì chúng ta hãy xem những cái loại cá nào mà nó có kích thước nhỏ vừa miệng với cá vàng khi mà cá vàng có thể ăn ngay từ lần đầu tiên đớp nha. Ví dụ như là cá sóc nè, các bạn thấy là cá sóc nó rất là nhỏ, nó giống như là một hạt thức ăn của cá vàng vậy. Hơn nữa khi mà cá vàng nó ăn nhiều những cái loại, ví như cá sóc, những loại sinh vật khác như vậy, thì nó sẽ thải ra rất là nhiều phân và làm bẩn nước. Và đây là một trong số những nguyên nhân mà những cái loại sinh vật khác khó sống chung với cá vàng. Điểm tiếp theo đó là cá vàng phát triển rất là lớn.
À, khi mà bắt đầu nuôi á, bạn thấy rằng cá vàng rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà chẳng mấy chốc nếu mà với một chế độ dinh dưỡng tốt nè, các bạn nuôi trong một môi trường hòa hợp thì chẳng mấy chốc thì nó sẽ to lớn như một chú cá koi ở mức độ trung nhỏ vậy. Vì vậy á, dù bạn nuôi lúc nuôi những cái loại sinh vật khác lúc nhỏ thì nuôi với cá vàng được thấy ok, nhưng mà dần dần khi mà cá vàng lớn lên, nó dần lớn lên á, thì rất là khó nuôi chung. Khi mà mình có những chia sẻ vừa rồi á, thì bạn sẽ nghĩ rằng ủa vậy là rốt cuộc cá vàng không có nuôi chung được với các loại cá khác được đúng không? Nhưng mà hoàn toàn không phải là như vậy. Bởi vì cái bí quyết để chọn cá có thể nuôi chung được với cá vàng đó là môi trường sống và kích thước của chúng. Mình sẽ dựa vào hai đặc điểm này để chọn ra các loại cá có thể nuôi cùng với cá vàng. Trước tiên khi mà chọn cá có thể nuôi cùng với cá bạn thì các bạn hãy chú ý tới môi trường nơi cư trú của loại đó. Có nghĩa là cá vàng là các loại mà bạn thấy là nó sẽ bơi từ tầm trung tới mặt nước. Do đó khi bạn chọn thì bạn hãy chọn những cái loại mà cư trú ở phần dưới đáy hồ. Trong các loại mà sinh vật bơi ở dưới đáy hồ thì cũng có những loại nó sẽ vệ sinh cái phần trong cát luôn, nó sẽ vệ sinh những phân bẩn ở dưới đáy. Vì vậy nó cũng sẽ vệ sinh luôn cả hồ nếu mà nước màu bẩn. Hơn nữa, chúng ta sẽ chọn những cái loại sinh vật, những loại cá có kích thước lớn hơn miệng của cá vàng. Chỉ cần là sinh vật đó nó không có ăn thịt và nó có kích thước không có gây stress cho cá vàng, kích thước của nó to hơn miệng của cá vàng thì nó có thể nuôi chung được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì lúc mà các bạn cho nuôi chung á, để mà an toàn các bạn cẩn thận á, thì các bạn cũng cần phải quan sát trong hồ và tiến hành xử lý tách ra ngay nếu mà bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra cảm thấy không hợp trong hồ nha. Và tiếp theo là những loại có thể sống chung với cá vàng mình sẽ liệt kê tiếp theo đây. Một đó là cá chạch. Đây là một loại cá được gợi ý đầu tiên và có một số loại cá chạch nó có một cơ thể giống như là bể cá, nó có sọc hoặc là màu trắng, nó không phải là một cái cá hung dữ nữa. Nếu mà nhìn kỹ á, bạn cũng thấy rằng nó cũng khá là dễ thương. Và vì sao cá chạch được gợi ý đầu tiên? Bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất á, là cái nơi cư trú, cái khu vực bơi khác biệt. Cá chạch là cái loại cá sống ở tầng dưới của bể, phần đáy bể, do đó nó sẽ lẫn trong phần cát. Còn cá vàng á, thì nó sẽ bơi từ tầm trung của hồ trở lên. Do khoảng cách sống này khác biệt nên chúng không thường xuyên gặp nhau để xảy ra những ẩu đả. Hơn nữa, cá chạch là cái loại cá bơi rất nhanh. Nếu mà nó có bị cá vàng tấn công và dí ăn á, thì nó cũng có thể dễ dàng trốn thoát được. Nó sẽ lẫn vào trong cát. Có nhiều loại cá chạch nó lẫn vào trong cát. Do đó là dù có chuyện gì với cá vàng thì nó cũng sẽ trốn vào trong cát, bạn không cần phải lo. Bởi vì những cái điểm đó, bạn cá vàng và cá chạch sẽ tương thích với nhau và có thể sống chung hòa thuận một bể mà ít có vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, có một số loại cá chạch nó rất là hung bạo, đó là cái loại Lefour Etigoya. Nó là loại thô bạo và ăn thịt, nó sẽ tấn công cá vàng, nên là bạn cũng phải cần chú ý khi mà nuôi loại này nhé. Thứ hai đó là cá giết. Cá giết nó cũng bơi như cá vàng từ tầm trung tới mặt nước, nhưng mà nó là loại lành tính và có thể sống chung với cá vàng, và thức ăn để mà cho nó ăn á cũng giống như cá vàng luôn, nên là tương đối dễ cho ăn. Với cá giết á, thì cũng có loại phát triển to hơn cả cá vàng luôn ấy, nhưng mà mình nghĩ ở Việt Nam chắc rất hiếm, nên là nếu mà có gặp trường hợp đó, các bạn ở nước ngoài chẳng hạn, các bạn gặp trường hợp đó thì các bạn cũng phải lưu ý khi mà cho sống chung nha. Cá giết nó cũng là cái loại bơi khá nhanh, nên là bạn hạn chế cho nó sống chung với các loại bơi chậm nhé. Các bạn nên chọn những cái loại cá vàng bơi nhanh để sống cùng với cá giết, ví dụ như là Wakin nè, Cometto hoặc là Subukin. Loại thứ ba có thể sống chung với cá vàng các bạn rất là hay gặp luôn, đó là tép Yamato. Tép Yamato là một loại rất là phổ biến, loại dọn bể cá ăn nè, ăn rêu và thức ăn thừa. Nó được mệnh danh là bạn cùng bể với các loại cá nước ngọt và nó cũng là sinh vật có thể sống chung với cá vàng. Cũng có nhiều trường hợp bạn thấy rằng tép có khả năng bị cá vàng ăn. Thật ra thì cá vàng nó cũng có một cái thói quen, đó là chọc phá cái lớp cát và tìm kiếm thức ăn. Do đó thì chúng sẽ vô tình ăn trúng tép. Cá vàng lớn, tép thì nhỏ, nên là chắc chắn cũng sẽ có trường hợp cá vàng ăn nhầm tép.
Tiếp lúc mua thì bạn hãy chọn những loại có kích thước to nhất có thể để mà phòng chống cái chuyện cá vàng có thể ăn được nó. Và nếu mà có lỡ ăn chúng rồi á, thì bạn cũng đừng quá hốt hoảng, bởi vì đó là một điều dĩ nhiên thôi. Tuy nhiên khi mà bạn thấy là cái lượng tép ở trong hộp của mình dần dần giảm dần dần rồi á, thì mình nghĩ rằng các bạn nên tăng lượng thức ăn lên cho cá, bởi vì nó đói quá thì nó ăn thôi. Và các bạn đừng có nuôi chung nữa là chắc ăn nhất, để đỡ bị tổn hao về kinh tế. Tiếp theo đó là ốc táo. Cái loại ốc này ở Việt Nam cũng có nhiều nè, và cũng có rất là nhiều bạn nuôi ốc táo cùng. Ốc táo nó cũng giống như tép Yamato thôi, là một cái loại sinh vật phổ biến để dọn bể. Về cơ bản thì nó bám ở trên thành kính đấy, nên là của hồ cá, nên là nó cũng không có thường xuyên phải chạm mặt với lại cá vàng, nên không có vấn đề gì xảy ra với ốc táo cả. Cuối cùng thì mình sẽ gợi ý một số cái loại cá nhiệt đới có thể sống chung với cá vàng. Đầu tiên các bạn rất là hay thường gặp luôn, đó là cá lau kính. Cá lau kính nó là một thành viên, gọi là sao ta, nó là một dòng thuộc loại cá da trơn sống ở Nam Mỹ và nó tập trung sống ở Amazon. Thì cái loại cá lau kính này ở Việt Nam mình á, nuôi cũng khá là nhiều và cũng khá là dễ nuôi. Tiếp theo đó là cá trạch hu ly. Cá trạch hu ly là một loại cá trạch sống ở Đông Nam Á, là cái màu vàng và màu sọc nâu của nó nhìn kiểu rất là bắt mắt. Nó là một cái loại cá nhiệt đới ăn tạp và có chiều dài lên tới 10 cm, và cũng phổ biến là loại cá trạch sống sạch, ăn thức ăn dư thừa và chìm xuống đáy bể. Cũng giống như là các loại cá trạch khác thì chúng thường sống ở cái tầng thấp của bể cá, ẩn mình trong cát hoặc là bóng râm. Vì vậy thì chúng có thể sống tốt, hòa đồng với cá vàng và bơi cùng nhau. Cá trạch hu ly thì nó khá là bền và sức chịu đựng của nó khá tốt với sự thay đổi của chất lượng nước. Vì vậy thì nó cũng khó bị bệnh, ngay cả trong bể cá vàng bị ô nhiễm nước. Tiếp theo là cá trạch hề. Cá trạch hề thì nó cũng giống như là cá trạch hu ly. Cá trạch hề nó được xếp vào nhóm cá trạch từ Đông Nam Á và nó có một cái bề ngoài khá là quyến rũ, không giống như là một con cá trạch, bởi vì nó có những cái hoa văn màu sọc cam và đen. Bởi vì cái khu vực tầng thấp là cái khu vực sống của cá trạch hề trong bể cá, nên là nó cũng xảy ra ít những cái vấn đề với cá vàng. Vì vậy thì nó cũng là một cái loại có thể sống chung với cá vàng. Tuy nhiên cá trạch hề có tính cách khá là thô bạo, nên là tùy vào cái sự tương hợp mà cá vàng có thể bị tấn công. Điều này thì còn tùy thuộc vào tính cách của mỗi cá nhân, mỗi chú cá nữa. Vì vậy nếu mà bạn thấy cá vàng nó bị bắt nạt á, lúc này thì bạn hãy ngưng cho nó sống chung và tách ra. Nhân tiện mình cũng muốn chia sẻ luôn, đó là cá trạch hề nó có một thói quen đó là nằm ngủ bất thường, và thỉnh thoảng thì bạn có thể nhìn thấy nó nằm ở dưới đáy bể trong cái tình trạng giống như là ngủ, giống như chết vậy á, thì bạn hãy yên tâm rằng nó vẫn chưa chết mà đang ngủ. Cuối cùng đó là cá chuột. Đây là một loại cá mà mình thấy rằng bán cũng khá nhiều ở Việt Nam. Nó là một loại cá nhiệt đới sống ở Nam Mỹ và là một thành viên trong cái họ cá trơn. Và cá chuột thường được tìm thấy ở tầng dưới của bể cá, vì vậy thì chúng thường có thể bơi mà không gặp cái vấn đề gì và không gây trở ngại cho cá vàng. Tuy nhiên á, nếu mà kích thước của cá vàng quá lớn á, thì cá chuột có thể bị tấn công. Vì vậy thì các bạn hãy nhớ chuẩn bị nơi ẩn náu cho cá chuột khi bơi. Ngoài ra cái râu của cá chuột nó có độc, nên là bạn hãy bố trí sau đó cho cá vàng nó không có tiếp xúc với cái phần râu của cá chuột. Riêng bản thân mình nó thì rất là thích cái bé cá chuột này, bởi vì nhìn nó hay hay á, và khi mà nó di chuyển nó rất là nhanh, nhìn nó rất là dễ thương. Mình đã giới thiệu xong với các bạn các loại cá có thể nuôi chung an toàn với cá vàng. Mình hy vọng rằng video này sẽ tháo gỡ một phần khúc mắc nào đó trong quá trình nuôi cá vàng của các bạn, và các bạn có thể tự tin để mà chọn ra những cái loại cá an toàn có thể sống chung được với cá vàng để làm cho hồ cá của bạn trở nên phong phú và đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.